Mở nhạc lên ha, ok mở nhạc lên. Farm là cái léo hộp farm nè, không có để mid rip được. À, quả này dễ mid rip lắm nè. Nó biết ngay mà. Mid một con là đời mờ. Ủa gì vậy? Đánh tao mới cái đầu mid rip. Tao vừa mẹ farm tao vừa rỉa máu nó chứ. Tao không rỉa máu vậy, mà tao có mid đâu. Trình hết. Xem nó nào farm nhiều hơn à? Mày farm cái mày á. Không cần farm ma tao cũng farm nhiều hơn mày. Tao không cần farm ma tao cũng farm nhiều hơn mày, ok. Ok. Fan là một nghệ thuật. Người fan là một nghệ sĩ. Vãi, nghệ thuật. Còn lại ba con đánh nữa. Đè lính theo cho bọn farm thôi. Anh nhìn lại thấy farm thua rồi thì à. Mình lỗi luôn, nó có làm gì đâu. Nó gầm đất tiêu, nó giảm đam mình. Nó gầm đất tiêu giảm đam mình á. Còn vô con nít là được. Easy vãi. Vừa farm mà vừa đè vừa giết luôn. Quá dữ quá dữ. Mày sống nó đi. Quan trọng là cái level thì ngàn cần cẩn thận nữa mới được. Anh mua mắt tím thì giống ai luôn. Nó giống rõ ràng là giống ai.
Nó giảm đam kìa, nãy giảm đam mà mình thiếu đam. Quá dữ, quá dữ. Rồi mất con xe hết du vậy đó. Thấy mày chưa đi kịp đi ra là thấy xe chết queo là hết du rồi. Mẹ đang tập trung lát hết xe. Nói làm hết xe luôn. Đó má đổ thừa đó. Bắt đầu má đang tập trung ăn con rip mày nói rồi, mít rip luôn. Nghĩ mẹ đi. Má ốc chó là có thật. Đủ nó băng chỗ chết là ngay. Mình đã đây nè. Hê hê, thả cá. Bye bye. Cái trình ghê không Thi? Chẳng có trình nữa Thi à. Quê, chích cụ mình nè, quê nè, trăm mana là mày chết nè. Trời ơi, giết người trong mù lòa luôn mấy ông thấy không? Không cần nhìn luôn mấy ông thấy không? Quan trọng là cái trình đó. À thì không biết khi nào nó mới làm được như vậy. Lên đây cho tao đi tụ, đây giết mình cái rồi. Nó trụ mà văn trụ cái nó trụ cái level. Trời ơi tôi thiệt chứ. Tôi bắn Battleground ghê lắm. Bắn Battleground quen rồi. Đội thằng này. Bắn Battleground quen là chỉ cần nghe thôi là biết, nghe tiếng chân của nó là biết nó ở đâu rồi. Là xịt vô đó là nó chết rồi. Trời ơi. Không bay. Coi ở đó thấy những gì mà tôi thấy. Không ba. Cầm dây. Không ba. Đừng lồn là cũng gặp tấm gà. Trên trước cũng thế. Coi ở đó thấy những gì mà tôi thấy. Em không còn, em không có giải thích gì hết. Chị ăn nhóc. Unicay đâu, đổ thừa cái gì. Tại băng trụ ngu thôi nên băng trụ ngu thì chịu thôi chứ đổ thừa. Chạy dài lắm vậy cho.
công ty được phải không? Đó, anh em tới rồi kìa. Trời ơi. Con đang bị đâu ra. Má con chó xin ra nó phá rip. Đáng phân vàng thời gian. Em này cần đéo một lay nữa. Mẹ nó phá hết rip. Có cần chúng mày ra đây đâu. Ra đây làm gì? Sao đánh revenge được không? Revenge vẫn làm biến lắm ghê luôn á. Chán rồi kìa. Đi nha. Thi ơi, có thấy gì không Thi? Này không lại tôi giết nó giờ á. Này không lại tôi giết nó luôn, không tin mày đâu. Đó, chỉ là cái lại cái S thôi. Chưa? Ôi rồi mẹ tôi quy cho người đó rồi, tao đánh thường là chết mẹ, đang với đánh thường là chết rồi đó. Thứ cái S. Nó chuẩn bị E rồi đó. E có một cặp mà mấy E lên chặt tao. Tao không quy là nó E sống luôn rồi chứ đó. Rồi mẹ thôi mẹ thôi. Mày có cái chiêu gì ok tao mà sao thì quy tôi giết nó mới nó không nó E sống rồi. E sống cứt. Nó sống. Chăng chiêu gì mà vậy mà chạy. Có chiêu gì mà giết thôi nó. Thánh tót mà lại 0-3 để anh em lên gánh cho nên má thiệt. Thất vọng. Má bọn Nami rồi đúng không? Trời nữa. Bởi không có tao là mày mốt này mày làm được cái gì vậy Thi? Nami là thằng má tao chạy một chút mình chỉ giải búa là nó đâu có cái này nó mất má W thôi chị quá tao đánh cái luôn rồi. Đây nó mát W luôn. Một tâm mẹ ơi. Giải thích cho cái sự ngu muội của mình. Gà thì im để người ta gánh. Okay. Nãy giờ đồ mà nó lên cả ớt rip đâu mà chạy niệm hit lên cả ớt rip lên nếu dám nói luôn rồi đấy. Nó không ra nó ké đi trời mày. Tao sung sướng gì hết mày không? Tại nó đâm xong nên mình nhìn đó. Đúng không chứ? Anh em rồi thấy. Mẹ nữa, két nữa. Ông bà đó. Buồn nha. Chó. Đánh thường cái nữa, đánh nhẹ cái nữa, nó chết mẹ rồi. Nó két nữa. Ông ba là đẩy lý của mình thôi kìa. Lâu rồi cũng ăn nữa. Đồ má con chó này mất dạy chứ. Nó có cho tao có bờ luôn rồi đâu. Thôi nãy giờ vượt thời gian rồi mẹ. 3-4 phút mẹ. Giờ farm đéo bằng nội thời gian nó hết mẹ rip rồi. Chó xin ra rồi. Cứu em.
Mày không bắn mà có cái gì sao vậy? Mày hết mana rồi. Dồn chó cái thiếu đam mới bực chứ. Farm, farm và farm. Chú lai. Trời ơi, vừa mới Legendary nghĩa là chết queo luôn. Legendary ấy, đi luôn. Đánh với cái nhà đồng đội gắn cái 0-3-1 không có tư cách nói chuyện với tao. 0-3 gì 6-6 nha mày, không có tư cách nói chuyện với tao. Mình cảm thấy mẹ cái nào mà lúc nó đang di chuyển đặt hàng cái mình đặt đúng tầm đúng tầm đội luôn, mình
đặt E cho nó ngay. E quy trước hay là quy E xong rồi khác gì nhau. Quan trọng là đồ cái E thì nó đúng hơn, nhìn nó đẹp hơn thôi. Cái E bạn đặt cho nó chuẩn, ví dụ bạn quy E là bạn phải để chuồng dày, để chuồng cái dày thì kéo nó không khác nữa. Bạn cứ quy E, ông nói giờ từ bạn không làm được hay không, bạn cứ dùng pháp đúng thì chắc là làm được. Một lần rồi phim mà cho mọi người xem, còn ví dụ mình nói ông quy E, ông kiểu như ông coi theo kiểu hoàn hảo á, coi theo kiểu mà ông dùng một kiểu hoàn hảo, ông thấy người ta chơi cái ông nói bắt của người khác làm theo như vậy á, ai làm được, không cần ai làm được không ơi. Ví dụ một quy E thì ai làm được, nhưng mà cái lúc mà ví dụ mình biết mà kiểu mình chơi mà có cách nào làm cho tao yếu hơn đi không, thì nó mạnh quá. Đặt E trước mình bắn khác nhiều, đặt E trước không mình bắn nè, nó chính xác hơn. À chính xị AB rồi, buồn quá buồn. Ví dụ mình đang đứng yên mình ngồi mình quy E chứ chứ nó mệt. E mình đặt ra mình quy cũng được mà. Chính xị AB rồi. Đây cái nành la sò nó là 1000 AB. Farm vượt thời gian quá, đồng đội KS như thế vẫn vượt thời gian thì à. Ông nói câu đó là cho người ta biết ông không biết chơi say á. Dù mà ổ Trung Quốc là hết combo EQ là thật sự là ông không biết chơi say luôn. Trời, má chứ đi chết ông để là cái Wii nữa. Đùa chết vậy bạn, mà mình biết thằng nó đứng im, thằng nó chạy thẳng mà thằng này nó không có tầm nhìn mình, thằng kia mình đi E tại vì nhiều khi cái quy bằng chơi không xa rồi mà đặt cái E xong là bạn để ví dụ như E thì đi chỉnh nhất bắn, còn cái quy thì bạn đặt cái E nó fail. Mấy em hữu thế giới người ta cũng đặt tại bạn đâu có canh đúng coi tầm con chuồng kéo về đâu, thì khi bạn kéo lố luôn, bạn kéo con chuồng về E cái lố nó không đi để bạn một tầm. Như khi mình đặt không chuẩn thì nó đặt ngay đây hoặc ngay đây, hoặc ngay đây, nhiều khi mình kéo lố nó mất cái kiến trúc rồi. À, rồi luôn, rồi luôn. Khi mình bắt mình kéo cái E nó hơi lố ra tay á. Thôi thì đừng nói nữa làm gì.